Ngày ấy mẹ em không làm sao biết anh, nên anh cố đợi chờ có gì làm quên. Lần đầu tin anh nói. Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu con Panasonic ED707. Ở con 707 này thì chúng ta sẽ có gì? Một thiết kế siêu phi thị rất là đẹp, với phần loa được nằm hướng lên trên, người ta gọi là loa hướng thiên. Rồi chúng ta có thể chơi được phần CD, chơi được hoặc nách mảng xà, hai học bằng cassette S1, S2. Đặc biệt ở con ED707 này thì chúng ta sẽ có một cái bát súp ở đằng sau. Đây là thêm một cái phần lo nữa ở đằng sau như thế này. Nó giống như một quả tên lửa ha. Rất là đẹp. Đấy. Em này được sản xuất vào năm 1993. Bây giờ thì em sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của em nó cho anh em nghe. Rất là hay. Ngoài ra thì em này có Super Wolfer ha. Và một cái chế độ đó là chế độ Surround. Đây. Restorizer. Khá là đặc biệt. Bây giờ thì em sẽ test khả năng chơi âm thanh của em nó. Rồi, đầu tiên thì nghe CD trước. Ngày ấy mẹ em không làm sao biết em, nên anh cố đợi chờ có gì làm quên. Lần đầu tin anh nói mà run quá đi thôi. Mà thôi thưa cô rồi thôi đi đời. Ngày ấy cưới xe anh chồng ngay lối đi, đêm khuya cũng chẳng về, cứ người lì ghi đi. Rồi bây giờ em sẽ test bằng cái set. Test luôn cái học băng B cho anh em nghe. Ngoài ra thì chúng ta có thể chơi được cái phần FS nhưng mà phải nhiều tết những câu hỏi không phải là mình cần tìm và đến thành công đúng không ạ? Tại vì chắc chắn rồi từ một người làm trái ngành về. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất là đẹp.